Do hệ thần kinh và một số cơ quan trong cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, nên trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, hay bị nghẹt thở do sặc sữa. Sặc sữa là một bệnh dễ gặp phải và rất nguy hiểm với trẻ. Bệnh diễn biến nhanh và nếu bạn không biết cách tự cấp cứu cho trẻ kịp thời, thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ chỉ trong tích tắc. Mới 10 tháng tuổi, nhưng bé Tôm đã không ít lần bị sặc sữa. Nguyên nhân đa phần do khi vừa bú, bé vừa chơi đùa, thậm chí có những lúc bú bình nhanh, lượng sữa vào nhiều mà không kịp nuốt. Rất may mỗi lần sặc sữa, bé đều được xử trí kịp thời nên nhanh chóng qua khỏi. Nếu mà trường hợp bị sặc sữa thì tôi sẽ mút hết ở trong mũi và trong một miệng cháu ra, xong rồi úp sấp xuống và vỗ nhẹ vào lưng để cho cháu nó ợ ra hết. Nếu mà trường hợp mà thấy không đỡ thì cháu tôi cho đi sang trạm xá gần nhất để người ta kịp thời. Theo một số chuyên gia y tế, các tế bào não của trẻ nhỏ rất nhạy cảm với oxy, nên nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất dễ bị tổn thương, có thể gây ra tử vong đột ngột. Có thể dựa vào một số dấu hiệu như khuôn mặt bị bầm tím, cơ thể co dần, hơi thở đứt quãng, nôn ra sữa hoặc bọt, máu, dung dịch màu đen để nhận biết khi bé bị nghẹt thở do sặc sữa. Khi những cái đứa trẻ mà khi bị sặc sữa thì đôi khi có thể rất là nguy hiểm và thậm chí là có thể nói rằng là nguy hiểm đến tính mạng của bé nếu mà chúng ta không kịp thời xử lý ngay tại nhà. Nguyên nhân có thể do lỗ thông đục ở đầu vú cao su to quá, sữa chảy nhanh, mạnh, làm trẻ nuốt không kịp. Một số trẻ có thói quen vừa ăn vừa ngủ, miệng ngậm vú sữa vẫn chảy nhưng không nuốt. Khi thở mạnh, trẻ có thể hít sữa đưa lên mũi vào khí quản, phế quản, gây ra sảng. Hoặc khi trẻ 3 đến 4 tháng tuổi đã bắt đầu biết nói chuyện. Nếu người lớn cười đùa với trẻ khi trẻ đang bú, có thể khiến trẻ cười và sữa sẽ tràn vào khí quản gây sảng. Một số triệu chứng có thể nhận biết trẻ bị sặc sữa như bé đang bú bỗng hò sặc sụa, tím tái và lịm đi. Đó là trẻ đã bị sặc sữa, một tai biến thường gặp khi bú bình. Lúc đó sữa đã tràn vào khí quản, thậm chí vào tận phế nang làm tắc đường hô hấp, khiến trẻ không thở được. Điều quan trọng nhất khi sơ cứu bé bị sặc sữa mà bạn cần ghi nhớ, đó là thời gian sơ cứu được tính bằng giây. Bởi vậy, ngay khi phát hiện bé bị sặc sữa, bạn cần thực hiện các thao tác sơ cứu thật nhanh gọn, dứt khoát. Càng nhanh bao nhiêu thì càng giảm độ nguy hiểm cho bé bấy nhiêu. Thì khi con nhà tôi, cháu sặc sữa thì tôi chỉ vuốt ngực và bế dựng cháu lên. Khi bé sặc sữa thì em thường bé mới dậy và vuốt xong như này, vuốt xuống như này, bé bắp vai này, vuốt như này thì là thấy cháu cũng đỡ hơn, mà nói chung là cháu hay bị sặc ra mũi. Khi sặc ra mũi thì là em đầu tiên là dùng miệng để hút trước, sau đó thì hút nhanh miệng thôi, sau đó thì dưới cái ống hút mũi bé và hút hai lỗ mũi để bé thường hay sặc ra mũi. Trước tiên cần đặt bé nằm ở tư thế thích hợp. Nếu bé bú no rồi bị sặc sữa thì cần đặt bé nằm nghiêng hoặc nằm thẳng, nhưng nghiêng mặt về một bên để tránh sữa tràn vào khí quản. Nếu bé mới bú đã bị sặc sữa do bú quá vội thì lúc này dạ dày của bé hầu như rỗng không và có nhiều không khí, cần đặt bé nằm ngửa. Làm như vậy sẽ lợi dụng được áp lực không khí trong khí quản và dạ dày của bé để đẩy dòng sữa tràn ra ngoài khoang miệng. Tiếp theo, cần hút hết sữa trong họng bé. Nếu có máy hoặc thiết bị chuyên dụng để hút sữa, bạn cần sử dụng ngay lập tức. Dùng loại ống mềm cho vào khoang miệng và cổ họng của bé để hút hết sữa ra ngoài. Nếu không có máy hút sữa, có thể quấn gạc mềm quanh ngón tay rồi đưa vào khoang miệng, xuống đến tận cổ họng của bé để thấm hết sữa, không để cho sữa tràn vào khí quản khi bé hít thở lần nữa. Kích thích cho bé ho. Vỗ vào lưng hoặc véo nhẹ lòng bàn chân bé để kích thích cho bé ho.
Ho sẽ giúp bé đẩy hết dung dịch sữa bị chèn vào khí quản ra bên ngoài khoang miệng, khiến bé hít thở dễ dàng. Tạo áp lực từ bên ngoài. Ngoài các cách làm trên, có thể đặt hai bàn tay lên trên phần bụng của bé, sau đó ấn nhẹ theo nhịp. Để làm tăng áp lực ổ bụng, dưới tác động của cơ hoành và một phần cơ ngực, dung dịch sữa sẽ bị đẩy ra ngoài. Lặp lại động tác như vậy sẽ giúp bé bớt nghẹt thở và hấp thu oxy dễ dàng hơn. Cần chú ý mỗi lần ấn tay xuống bụng, bạn cần ấn dứt khoát rồi nhanh chóng nới lỏng tay để bé có thể tiếp tục hô hấp. Sau khi thực hiện các thao tác sơ cứu thành công, dù bé đã hít thở bình thường, cũng nên đưa bé đến bệnh viện để thăm khám và kiểm tra sức khỏe. Để tránh cho bé khỏi bị sặc sữa gì cho con bú, thì việc đầu tiên là cái tư thế cho con bú rất là quan trọng. Người mẹ phải bế con ở cái tư thế cao đầu hơn một chút. Và khi cho con ngậm vú mẹ thì phải ngậm hết cái quầng thâm ở trên đầu vú. Bởi vì nếu mà đứa trẻ không ngậm hết quầng thâm thì trong quá trình bú nó sẽ hít phải không khí bên ngoài vào và làm cho bé dễ sặc. Cái thứ hai, người mẹ phải điều chỉnh cái dòng sữa để cho con bú. Nếu mà sữa nó ra mạnh quá, kể cả bú bình cũng như thế, thì cháu cũng sẽ dễ bị sặc. Ví dụ như bú bình thì mình đục lỗ to quá, thế rồi là trong quá trình bú xong mà mình không lắc để cho không khí nó thoát lên trên mà nó hít khí đấy vào, cũng làm cho trẻ dễ bị sặc. Một vấn đề nữa là khi cho trẻ bú xong, nếu chúng ta không có động tác để làm cho con ợ hơi bớt ra ngoài mà lại đặt con nằm ngay, cũng dễ bị sặc sữa. Ở đây tức là khi cho trẻ bú xong, kết thúc một bữa ăn, thì chúng ta không nên cho con nằm ngay. Nếu cho con nằm ngay thì trẻ con nó chớ ra và cũng dẫn đến sặc sữa, tức là sặc sữa sau khi bú xong. Và như vậy, khi cho trẻ bú xong, chúng ta sẽ bế con úp lên người mẹ và chúng ta vỗ nhẹ nhàng để cho nó ợ hơi ra ngoài và bú thế một lúc, bế một lúc ở trên cái tư thế như vậy thì con nó sẽ không sặc. Cái rất nhiều cháu là cho bú xong nằm xuống là bắt đầu là nó chớ ra bên ngoài và nó lại hít trở lại, nó vào mũi con và dẫn đến cũng đấy là một trường hợp sặc sữa. Sặc sữa tưởng chừng chỉ là sự cố đơn giản, dễ gặp ở trẻ, nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất dễ bị tổn thương, có thể gây ra tử vong đột ngột. Nếu trẻ bị sặc sữa, không được xử trí ban đầu kịp thời, có thể dẫn tới một số tai biến nghiêm trọng do trẻ sẽ không thể thở được. Bởi sữa tràn vào khí quản, thậm chí vào tận phế nang làm tắc đường hô hấp hoặc cản trở quá trình trao đổi khí giữa phế nang và mao mạch. Khi mà cho bé bú thì tôi thường là giữ cái đầu ti của mình ấy, để cho bé khỏi bị chạy ngạt mũi trẻ này. Sau đó thì giữ để cho sữa đựng sữa xuống vừa đủ ấy, thì cháu đỡ sặc hơn. Không sơ cứu được, thế nếu mà nhẹ, con nó thở lại bình thường thì sữa nó vào trong cái hệ thống hô hấp của cháu và làm cho cháu bị viêm phế quản, viêm phổi. Còn nói thật là nếu mà bị sặc sữa mà nặng hơn nữa mà không cấp cứu kịp thời thì đôi khi là nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng tránh nguy cơ sặc sữa cho bé, cần thực hiện theo các bước sau. Chọn thời điểm cho bú. Nên tránh cho bé bú khi bé đang khóc hoặc cười, đồng thời không nên đợi đến khi bé đói mới cho bú, vì lúc đó bé hay bú vội vàng, vô vẩm nên rất dễ bị nghẹn. Khi bé đã bú no, cũng không nên ép bé bú tiếp, sẽ gây ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Cho bú đúng tư thế. Khi cho bú, nên để bé nằm gọn trong lòng mình, hơi nghiêng người bé ở góc khoảng 30-45 độ so với thân trên của mẹ. Không nên vừa nằm vừa cho con bú. Nếu cho bé bú bình, không nên đặt bé nằm thẳng mà nên để bé nằm hơi dốc người xuống phía dưới một chút, vị trí của đầu cao hơn chân. Bình sữa cũng cần dốc xuôi về phía núm vú,
để tránh trường hợp bé hít không khí trước khi hút được sữa. Kiểm soát tốc độ vú. Đối với những bé uống sữa công thức thì nên chú ý lỗ thủng ở núm vú không được quá lớn. Tốt nhất là bạn nên sử dụng loại bình sữa có phần chặn dòng sữa hiện đang bán rất nhiều trên thị trường. Chú ý quan sát, cần phải vừa cho bé bú vừa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt bé. Nếu miệng bé trào sữa hoặc vùng da xung quanh miệng và đầu mũi bị đổi màu, thì nên dừng cho bú ngay lập tức. Xả khí trong dạ dày bé. Sau khi bú xong, nên bế dựng bé rồi nhẹ nhẹ vỗ vào lưng bé. Làm như vậy sẽ giúp bé đẩy hết phần khí đang chiếm chỗ trong dạ dày. Hoặc có thể đặt bé nằm, đầu kê cao 15 độ so với mặt giường. Tốt nhất không nên cho bé ngủ ngay sau khi bú để tránh tử vong đột ngột. Thế thì trẻ em bây giờ ấy thì có rất nhiều bà mẹ thì ngoài cái việc là bú sữa mẹ thì trẻ hay ăn sữa công thức chế tạo từ sữa bò, sữa dê, sữa ngựa và đa số là từ sữa bò. Đối với sữa mẹ thì trẻ em gần như là không có bất dung nạp sữa mẹ, nhưng cũng có một số trường hợp rất là an hữu là bé dị ứng với sữa mẹ, nhưng cái này vô cùng hiếm gặp. Thì trong trường hợp đó thì chúng tôi cũng phải khuyên là phải ngừng ăn sữa mẹ. Thứ hai là thường trẻ sẽ bị bất dung nạp với sữa công thức, sữa bò. Thì ở người châu Á chúng ta và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta ấy, thì cái việc mà trẻ con dùng sữa bò, người lớn dùng sữa bò và nói chung là dùng sữa bò là nó chưa thật là quen, chưa thật là thích nghi. Vì vậy một số cháu khi ăn sữa bò vào thì nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó sẽ bị dị ứng với đạm sữa bò. Trường hợp thứ hai là nó không dung nạp được với đường lacto ở trong sữa bò và dẫn đến là cháu bị đi ngoài. Sữa mẹ là nguồn thức ăn quý giá, là nguồn dinh dưỡng cần thiết cho bé phát triển và còn là nguồn kháng thể để giúp trẻ chống lại nhiễm trùng trong giai đoạn đầu đời. Vì vậy, việc cho bé bú đúng cách để tận hưởng nguồn sữa mẹ quý giá trên là vô cùng cần thiết, nhất là một số bà mẹ chưa có kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, việc cho bé bú đúng cách để tận hưởng nguồn sữa mẹ quý giá trên là vô cùng cần thiết, nhất là một số bà mẹ chưa có kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ hay phụ nữ chuẩn bị hoặc bắt đầu làm mẹ.